Em chào các bác, là em Lâm đây. Hôm nay em giờ em bắt đầu là bán xả máy để thu ván bớt máy lại vì ngại về bận. Cho nên là em sẽ quay video báo giá cận cảnh trực tiếp một cho các bác nhá. Và giá đây em bán là giá là hòa vốn rồi. Còn bác nào mà máu mua muốn mặc cả thì Zalo cho em là sẽ mua được. Đấy, em giới thiệu qua cửa hàng em trước. Để các bác nào mới xem kênh có thể biết kênh em. Kênh em vẫn là Thanh Lâm Giao Bán Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại này đều dùng Zalo nhé. Bác nào lấy thì alo cho em và Zalo em gửi ảnh chi tiết cho. Số điện thoại em là hai số rồi và số dưới là tài khoản ngân hàng nhà em. Đấy, em vào em giới thiệu chi tiết máy luôn. Trước mắt các bác đây là một con hút ẩm công suất lớn, dòng 25 lít một ngày. Con này nó chạy lốc 8. Đấy, chạy lốc 8. Đấy, chạy 275 W, khỏe như con trâu, ngày hút 25 lít. Con này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này cực kỳ đẹp luôn. Của Nhật, sản xuất ở các thị trường các nước. Con này thì là màu trên của nó là màu lâu lâu hồng, giống như cái điện thoại vàng gold ấy. Thì con này nhà em đang còn 5 chiếc thì nó có ba màu, màu trắng tinh và màu trắng xanh. Đấy. Thì em sẽ quay một con này trước thì bác nào lấy cái màu nào thì Zalo cho em thì em sẽ gửi ảnh cho bác. Thì em làm cận cảnh luôn cho các bác. Con này thì không có vỡ dập nứt bể đâu cả. Màn hình LED tiếng Anh rất dễ dùng vì hàng xuất điện 220. Con này màn hình LED. Ở đây nó em chỉ cắm 4 điện 110 thôi, nên không có điện 220 nên không gại được mặn lên. Đấy, hút ẩm đây. Con này thì dùng cho nhà nghỉ này, phòng khách cỡ lớn này, tầm 60 mét vuông và quán hát karaoke và nhà nghỉ cần hút nhanh để cho khô phòng, tránh mùi hôi, mùa này mưa nhiều. Và bác nào mà giặt chăn ga gối nhiều mà mùa này thì không cái máy sấy nào sấy được, hoặc là giặt quần áo nhiều mà nhà máy nó cũng không sấy được hết, thì các bác dùng cái máy này vớt trong phòng nhá, sấy qua tầm 5 tiếng thôi thì sấy nhiều nhá, các bác phải dùng công nghiệp nhiều thì tầm 5 tiếng là khô doang hết cả cái đồ luôn. Đấy, dùng cho phòng tầm 60 mét vuông và sấy cỡ to. Đấy, dùng để sấy quần áo này, hút ẩm phòng to. Đấy. Máy thì điện 220 thì dĩ nhiên là nó sẽ không êm 110 đâu các bác nhá. Các bác phải hình dung em như vậy nhá. Bởi vì những con công suất 20 lít này đi 25 lít này nó dùng lốc 8, còn những con này là nó sẽ dùng lốc 6 này, lốc 4 này thì nó sẽ chạy êm hơn. Thì những dòng này mà bác nào mà khó ngủ đấy, mà để ở phòng ngủ ấy thì nó sẽ kêu đấy, nó sẽ không êm đâu. Đấy, cái này thì để ở phòng khách này, quán cà phê này thì hợp lý này. Con này trước em bán là 4 triệu là bao cả ship cho các bác. Thì bây giờ em bán con này chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu 500 ngàn đồng là em bảo hành 2 năm và vẫn có giá thương lượng cho các bác. Các bác cứ alo là mua được. Đấy, nhà em đấy. Công nghiệp nhá, ngồi cà phê. Em có 5 con tất cả 5 màu. Một con thì em giữ lại để nhà dùng. Đấy. Cho bác nào dùng đồ nhiều cần phòng to, hút ẩm nhiều và sấy nhiều quần áo mùa này thì lên dùng con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác nào mà làm nhà nghỉ ấy, mùa này mà thay chăn ga nhiều ấy mà máy nó giặt nó không khô đấy thì chỉ có dùng cái máy này sấy thôi thì mới anh khô. Đấy. 3 triệu rưỡi bảo hành 2 năm cho các bác. Đấy. Và vẫn có giá thương lượng, các bác cứ alo nhà em nào mua được. Đây. Cái này nó là sắn điện 200V rồi, các bác không phải dùng đổi nguồn đấy nhá. Hai số điện thoại rồi, sắn điện 220 rồi nhá. Đấy, video em chỉ quay qua đâu bởi vì là máy nó chạy nó rất là êm. Nó êm theo kiểu máy công nghiệp nhá, chứ nó không phải là ù hoặc là im do như cái dòng hút ẩm bị công suất bé này được nhá. Này nó sẽ úp tai và sẽ nghe tiếng lốc mà đứng gần thì nó sẽ nghe tiếng quạt chạy bởi vì nó là máy công nghiệp mà. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, vẫn có giá thương lượng nhá. Đấy, 3 triệu 500 ngàn đồng vẫn có giá thương lượng. Vẫn bảo hành 2 năm, còn bác nào mà muốn mua đứt bán đoạn nhà em, mua xong là xong thì em sẽ báo giá thợ cho các bác luôn. Đấy, giá mua đứt bán đoạn xong là xong, cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Số điện thoại đi rồi. Đấy. Em vẫn bao này, ga lốc zin này, mạch zin này chưa qua sửa chữa, chưa qua động chạm cho các bác nhá, để các bác dùng yên tâm. Đấy. Đấy, em chào các bác nhá. Hẹn các bác ở video kế tiếp. Chào các bác.